Thanh Trường, anh Thư thân chào quý thính giả. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong loạt bài tĩnh nguyện lời sống hàng ngày của một vụ Our Daily Bread. Ước mong rằng qua những giờ phút ngắn ngủi này, lời Chúa sẽ chạm đến và biến đổi tấm lòng quý vị. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy ngẫm một bài học nhỏ với tựa đề Ân điển trong lúc thử thách, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh ở Phục truyền Luật Lễ Ký, chương 31, từ câu 1 đến câu 8, bản truyền thống Hiệu Đính. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Môi-se đến và công bố những lời này với toàn dân Israel. Ông nói, hôm nay tôi được 120 tuổi, không thể đi ra, đi vào được nữa. Và Đức Giê-hô-va đã phán với tôi rằng, con sẽ không được qua sông Giô-đanh này đâu. Chính Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em sẽ qua sông trước anh em. Ngài sẽ diệt các dân tộc này trước mặt anh em, và anh em sẽ chiếm đất của chúng. Giô-suê sẽ lãnh đạo và dẫn anh em qua sông như Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Đức Giê-hô-va sẽ tiêu diệt chúng như Ngài đã tiêu diệt Si-hôn và Ốc, vua dân Amorít và xứ sở của chúng. Đức Giê-hô-va sẽ phó chúng cho anh em, và anh em phải xử chúng theo mọi mệnh lệnh tôi đã truyền cho anh em. Hãy mạnh dạn và can đảm, đừng sợ, đừng kinh khiếp trước mặt các dân tộc đó. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em đi với anh em, Ngài chẳng lìa khỏi anh em, chẳng từ bỏ anh em đâu. Nói xong, Môi-se gọi Giô-suê đến và nói với ông trước mặt toàn dân Israel, hãy mạnh dạn và can đảm lên, vì chính anh sẽ cùng với dân này vào đất mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ họ, và anh sẽ chia xứ đó cho họ làm sản nghiệp. Chính Đức Giê-hô-va sẽ đi trước anh, Ngài sẽ ở với anh, không lìa anh, không từ bỏ anh đâu. Đừng sợ và đừng kinh khiếp. Câu gốc hôm nay được chép trong Phục truyền chương 31 câu 8. Ngài sẽ ở với anh, không lìa anh, không từ bỏ anh đâu. Đừng sợ và đừng kinh khiếp. Annie Johnson Flint bị tàn phế vì chứng viêm khớp nặng chỉ vài năm sau khi hoàn tất trung học. Cô không còn đi lại được nữa và phải phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác cho những nhu cầu của mình. Nhờ những bài thơ và bài thánh ca của mình, cô có nhiều vị khách đến thăm. Trong đó có một nữ chấp sự đang cảm thấy chán nản về sự phục vụ của mình. Khi vị khách trở về nhà, cô ấy đã viết thư cho Annie, tự hỏi tại sao Chúa lại cho phép những điều khó khăn như vậy xảy đến trong đời sống cô. Đáp lại, Annie đã gửi một bài thơ, Chúa không hứa bầu trời luôn trong xanh, hay những con đường trải đầy hoa suốt cuộc đời. Từ kinh nghiệm của chính mình, cô biết rằng đau khổ thường xảy ra, nhưng Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những người Ngài yêu thương. Ngài hứa sẽ ban ân điển trong lúc chịu thử thách, sự giúp đỡ từ trên cao, sự cảm thông và tình yêu bất diệt. Có lẽ bạn nhận ra đó là lời của bài thánh ca What God Hath Promised, điều Chúa hứa. Môi-se cũng chịu nhiều đau khổ và đối mặt với xung đột, nhưng ông biết sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở cùng ông. Khi trao lại quyền lãnh đạo dân Israel cho Giô-suê, ông bảo người trẻ này phải mạnh mẽ và can đảm, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em đi với anh em. Môi-se biết rằng dân Israel sẽ phải đối mặt với những kẻ thù lớn mạnh khi họ tiến vào và chiếm đất hứa, nên ông nói với Giô-suê rằng đừng sợ và đừng kinh khiếp. Môn đệ của Đấng Christ sẽ đối diện với khó khăn, nhưng chúng ta có Thánh Linh của Đức Chúa Trời khích lệ chúng ta. Ngài sẽ không bao giờ lìa bỏ chúng ta. Khi trải qua thử thách, bạn tin cậy Chúa như thế nào? Bạn đã chia sẻ những câu chuyện về sự thành tín của Chúa với người khác ra sao? Giờ này, chúng ta cùng hiệp ý để thưa với Chúa lời cầu nguyện sau. Lạy Cha, khi con cảm thấy chán nản và ngã lòng, xin dùng Thánh Linh Ngài nhắc nhở con rằng Ngài sẽ không bao giờ lìa bỏ con. Amen. Quý thính giả thân mến, ước mong rằng Chúa đã dùng bài tĩnh nguyện hôm nay để đem đến cho quý vị sự khích lệ và nâng đỡ trong bước đường theo Chúa. Nguyện năng quyền của Ngài hành động trên cuộc đời quý vị và các bạn mỗi ngày, để chúng ta luôn sống cho Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hãy cứ giữ kết nối với Chúa suốt ngày nhé! Và cũng đừng quên giữ kết nối với ODB Việt Nam tại kênh Facebook, Instagram và YouTube. Kính chúc quý thính giả một ngày mới thỏa vui trong sự chăm sóc và dẫn dắt của Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai.